Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay giới thiệu các bạn đây là giò cừu tím hàng của rừng Yên Bái. Những bông cừu tím đầu tiên ở trong vườn. Các bạn có thể nhìn thấy là chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tím đậm của cây kiều tím của Yên Bái này. Phải nói là những cái giò lan này đã được trồng mấy năm trước và phát triển rất là tốt. Hôm nay giới thiệu cho mọi người để mọi người biết được cái vẻ đẹp của cây kiều tím này. Và cũng có rất nhiều nhiều anh em là hiểu lầm một cái vấn đề, đó là kiều tím miền Trung và kiều tím. Thực ra là kiều tím miền Trung thì đa phần mọi người nói thì cũng có phần, nếu như đúng là kiều tím thì nó rất là đẹp. Nhưng một phần nữa là nó có kiểu hồng, gần tương tự giống cây kiều tím. Đấy, và hoa nó thì thưa hơn. Nói chung là không được như kiểu cây kiều tím thực sự như này. Và giá cả của cây kiều tím nó cũng khác nhau. Đấy. Giá nó cũng chênh lệch từ 120 đến 150 một thân. Đấy, như giò này thì mình trồng năm nay là năm thứ tư rồi. Phát triển rất là khỏe, đẹp. Nói chung là rất ok. Màu sắc thì đậm màu, đẹp. Và mới đầu thì nó nở ra thì nó sẽ không được đậm lắm, nó hơi nhờ nhờ một chút. Nhưng sau đến 2 ngày đến 3 ngày sau thì cây nó đậm hơn, đẹp hơn và màu sắc thì tuyệt vời hơn. Đấy là khiến cho một trong những loài hoa lan thì khiến cho mọi người là cảm thấy ngây ngất. Ngay cả bản thân mình cũng thế. Thích hoa lan từ rất lâu rồi, chưa bao giờ dám nghĩ là có những cái bông kiều tím của Yên Bái lại đẹp như vậy. Đấy, các vùng miền khác thì mình không biết, nhưng mà đâu thì cây thì cũng có cây nọ cây kia. Nhưng ngược lại thì mình cũng cảm thấy rất là ưng ý với cái giò kiều tím như thế này. Đấy, phát triển quá ok. Thì hôm nay giới thiệu cho các bạn để các bạn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cây kiều tím hàng của Yên Bái. Đấy là mua một trong những cái chỗ rất là tin tưởng thì có được những mặt bông đẹp như thế này. Nó khác hẳn so với những cái dòng khác. Rất là tuyệt vời. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Mong rằng là những cái giò hoa của mình chia sẻ cho các bạn. Mời các bạn chiêm ngưỡng sẽ có những cái tạo những cái niềm động lực cho các bạn về sưu tầm, về cái thú vui, thú đam mê của chính bản thân mình. Ngày một rộng rãi và cho anh em có nhiều cái cơ hội để giao lưu, gặp gỡ nhau. Mặc dù là thời gian và cái khoảng cách nó rất là xa nhau, nhưng mình nghĩ là có một cái điểm chung thì nó sẽ giúp chúng ta gần gũi nhau hơn và nói chuyện, trò chuyện một cách thoải mái hơn về cái niềm đam mê của chúng ta. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.